bao giờ làm gia phả họ giỏi bên cha tôi nè ha. Dạ. Giờ anh lấy cái tập này anh về anh coi trước đi, cái này ông không giỏi văn nhanh. Dạ. Gia chi họ võ ở Bà Nhã, dạ. Xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Thì như vậy là nó có cái thần lần tựa lắm. Phước Vĩnh An. Thần lần tựa là nói tới tại sao mình làm gia phả. Làm gia phả thì mình làm ở cái bố cục nào, nó có kết quả là như cái phim này, và trong đó thì nó có những cái phần sai sót. Xin các dòng họ bà con phụ chính sửa chữa. Ở dưới đó ký tên là cái người mà đặt hàng, đó là ông Võ Quốc An. Đó là phần lần thứ hai. Qua tới cái phần thứ nhất đó là cái phần chính phả. Chính phả. Chính phả thì gồm có phả ký, phả hệ và phả đồ. Chính phả gồm có phả ký, phả hệ và phả đồ. Sau đó là có hai phần, là phần ngoại phả và phần phụ khảo. Thì phần chính phả thì có phả ký, phả hệ, phả đồ. Phả ký là nêu lên những vấn đề gì, phả ký là gì, phả ký là nêu phản ánh toàn diện chi tiết lịch sử của cái chi họ này, chứ không phải là nói khái quát đâu, nói lịch sử chi tiết toàn diện của nó, bao gồm là nói tới cái ông tổ bà tổ đời một của chi họ này, nói về tiểu sử của ông tổ bà tổ này, ông từ đâu, ông tới, ông sinh năm mấy, ông chết năm mấy, mộ chôn ở đâu, ngày giỗ ngày mấy, rồi cái tiểu sử của ông, tiểu sử con và tiểu sử của bạn, mà tiểu sử này là phải rất là chi tiết, dòng họ phải đóng góp chi tiết. Xong rồi thông qua cái việc này, hôn nhân và di truyền thì nó sẽ sản sinh ra các đời, sản sinh ra các đời, người ta gọi là các thế hệ đó. Ở trong này mình gọi là đời một đời hai, và phải phản ánh cái truyền thống của các đời đó, để rồi tìm ra cái nét ưu việt của cái chi họ này. Thông qua cái hôn nhân và di truyền, khảo sát ở các cái truyền thống yêu nước, truyền thống lao động, truyền thống văn hóa các đời, để mình tìm ra những cái ưu việt của dòng họ đó là ưu việt gì. Ví dụ như truyền thống yêu nước thì hồng thân khát pháp, ai tham gia tới thời chống Mỹ, ai tham gia đến thời bây giờ là ai y sĩ, bác sĩ, làm công nhân, làm nông dân, làm viên chức. Đặc biệt trong cái truyền thống lao động phải mô tả những cái ngành nghề đặc biệt, ví dụ như là cái họ giữ võ của tôi thì có làm cái nghề bông dầu, ép dầu, hoặc làm cái nghề đương điểm, đương đát, hoặc là làm cái nghề trồng dâu nuôi tầm, dệt vải, đặc biệt là trồng dâu nuôi tầm, dệt vải, mô tả cái nghề. À, đúng rồi.
mà từ đời 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 một cho đến bây giờ thì trải qua đó là cái ngành nghề này nó phát triển ra như thế nào, rồi văn hóa thì thờ cúng tổ tiên như thế nào, quan hôn tang tế như thế nào, rồi theo đạo Phật thì tín ngưỡng đạo Phật như thế nào, rồi mồ mả chôn cất thì sao, có xây nhà từ đường rồi chứ. Cuối cùng cái khó nhất của cái phần tả ký này là mình nêu lên những cái đặc điểm ưu việt của cái chi họ này, 1, 2, 3, 4, rồi thì mình nêu lên cái phương hướng xây dựng dòng họ văn hóa mà cái cũng có nêu ra rồi, tức là đoàn kết thì sao, quan hôn tang tế thì sao, ký là cái phần thả ký á, người ta còn đi vô trong cái kho lưu trữ để người ta lục ra cái vấn đề sổ mộ đời, khai sanh khai tử rồi ha, đám cưới đám hỏi, rồi á người ta đi vô trong cái kho lưu trữ để người ta lục ra cái địa bạ tức là giấy tờ nhà cửa, người ta vô trong cái kho mà quản lý về đất đai ruộng đất để coi cái tương phân ruộng đất của người ta, và người ta đi vô trong thư viện, trong kho sách báo để người ta lục ra những vấn đề mà lịch sử có ghi như thế nào, đó là những cái mà tôi thấy ký là tôi thấy là phần tả ký là tới cái thôn của ta này, tới cái ấp của ta này, để anh quan sát hình ảnh sống động. Bây giờ từ chỗ đó mình suy nghĩ bàn thờ gia tiên như thế nào, khu mộ như thế nào, nhà từ đường của ta như thế nào là mình phải đưa vô đây. Rồi bản đồ xóm ấp đó, bản đồ là thì mình phải đi vô Google để mình lục ra cái bản đồ đó là xóm ấp đó, xóm đó vậy vậy. Bắt giáp đâu trong đó phải có cái vô trong cái bản đồ. Vô trong cái tra cứu trên mạng rồi. Nhưng mà nó có nhiều khi là cái trên đó là cái khu vực mà nó coi kêu nó ở hẻo lánh, có khi nếu nó không có đưa vào du lịch thì nó không có trên Google đâu anh, thì cái đó là mình có thể mình vẽ. Cái đó này đúng rồi, cái đó không có. Nhưng mà tôi nói đây là có. Cái xóm bà giả này có, đồng hả có hết. Thì cái phần đó là cái phần phả ký. Cái phần này tôi thấy là cũng phải là 15-20 phút chứ không ít. Đó. Tới cái phần thứ hai của cái phần chính phả. Phả ký là mà phần thứ nhất. Phần thứ hai là thứ hai là cái phần phả hệ. Phả hệ là cái phần này. Ghi các đời này. Ghi các đời. Thì như vậy là mình làm cái khung, có cái khung này. Tên chồng, tên vợ. Không là đời thứ mới. Tiểu sử của ông. Rồi tới con cái của ông. Đó thì mình làm cái khung rồi có cái hình minh họa rồi có cái tên phải cho nó chạy. Hình đó rồi nói rồi có người thích mình. Dạ đó, nó chạy. Tất cả. Tất cả những người sống chết là mình phải làm như vậy hết. Dạ đúng rồi đó. Và khi cái tên người là chết rồi mình đọc có hình đó mình đưa lên. Dạ đúng rồi. Còn không có thì mình hình chụp mồ mả mình đưa vô. Dạ. Rồi tới con cái còn là mình đọc tên thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Không có nói gì nhiều. Dạ. Tới cái người thứ hai của cái ông này thứ hai, tới người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm, người thứ sáu, người thứ bảy, hết. Bắt đầu tới cái phần con của họ, mình cũng nêu vô. Đúng rồi. Tới phần cháu của họ, mình nêu vô. Cho đến hết. Cái đó là phần thứ hai và cái phần phá hệ. Phần thứ ba là phần phá đồ. Phá đồ vòng tròn đồng tâm. Cây,
cây phải hệ ha. Rồi, cái cây mà sao để ngồi để tôi đưa đưa cái mẫu cái cây đó để rồi phá hệ theo cái lối mà di tính nó già dạ, đó nó già đó phá hệ theo cái lối này dạ, đó dạ, vậy theo cái dối có khung là phá đồ nó thật chính phả. Dĩ nhiên trước khi vô nói phần chính phả thì người ta có cái kịch bản người ta nói cái phần chính phả là gì dạ, đó. Đâu. Qua tới cái phần ngoại phả và phần phụ phả. Ngoại phả thì nói những vấn đề thuộc lãnh vực có liên quan đến gia phả mà cũng không có liên quan đến cái phần chính phả mà phần ngoại phả thôi, là mình nói tới cái nhà từ đường, việc xây dựng nhà từ đường ban đầu làm sao, tu tạo làm sao, cho đến bây giờ nhà từ đường làm sao, rồi nói tới bàn thờ gia tiên trong mỗi nhà thì nói dạ, đúng rồi bàn thờ gia tiên, đúng rồi mà phả là bàn thờ gia tiên. Rồi anh nói rằng cái khu mộ, anh lên anh quay khu mộ ấy. Yeah. Khu mộ thì ông ở trên là ông tổ, ở dưới ai? Khu tên gì? Rồi nói tới ví dụ như là tiểu sử đặc biệt của một vài nhân vật của dòng họ này mà nó nổi lên. Ha? Ai nói tiểu sử đúng rồi đó thì phải nói tiểu sử những nhân vật đặc biệt đó là cái phần ngoại phẩm. Còn cái phần phụ khảo là nói tới cái lịch sử của cái ấp này thời mới khai thiên lập địa nó làm sao, bây giờ nó làm sao, ở trong đó nó có mấy cái dòng họ, nó có mấy dòng họ ấy. Rồi nó nói tới cái phần ngoại phả thì có nói tới cái vấn đề cưới gả bao nhiêu dòng họ ha, mình phải có cái bản đó rồi mình đọc cái cưới gả năm chục dòng họ, họ Ngô họ gì á, cưới gả. Rồi nói tới danh sách của những người đậu tiến sĩ cử nhân của dòng họ, của các dòng họ cái ấp đó của dòng họ này, của chi họ này, dòng họ này dạ. Của chi họ này tao chứ không nói cái dòng họ kia, nói dòng họ kia chi tiết nữa. Rồi thí dụ như nói là cái nghề, thí dụ như nghề trồng dâu nuôi tầm, mô tả cái đó. Mình thêm cái đó. Rồi cái phần phụ khảo là nói về cái địa chỉ của ấp đó thôi, nói địa chỉ của ấp. Có khi có thể nói địa chỉ, có khi không nói. Thì như vậy là nó có một bộ gia phả thì nó có cái ba phần chính như vậy. Thấy không? Giờ làm á, thì phải có cái người quay phim, phải có kịch bản. Yeah. Có người quay phim, có MC, có cái dàn nhạc. Yeah, nó là phải đầy đủ là mình mới... Lúc bây giờ đó là coi như khi mà đưa vào trong vi tính này rồi bắt đầu mới là chọn cái đưa ra để dựng cái phim đó. Cái đó kỹ thuật của anh đi làm đó là giờ cái phim này theo tôi nghĩ là nếu có thể tấu đà có thể một tiếng máy trung bình là 45 phút. Không thì mình cứ làm đầy đủ hết, xong nó coi nó dài bao nhiêu, xong rồi bắt đầu mình xem mình duyệt lại mình cắt chỗ nào bỏ chỗ nào mà thêm chỗ nào vô, tại vì cái đó là em có thể em làm cái đĩa lên cho mọi người coi, người ta cái hoặc là như nào đó là coi như là, hay là anh coi xong rồi anh duyệt lại xong bắt đầu là coi như nói chỗ này cắt chỗ này thêm cái chỗ này thêm cái nọ. Lúc bây giờ là để mà cho nó hình thành là coi như hoàn chỉnh nhất, lúc bây giờ bắt đầu mình mới làm lại là coi như đưa là vô làm toàn bộ lại. Anh chờ tôi chút tôi vô tôi lấy cái gia phả họ vũ võ dạ. Họ võ.
mới cần, chứ đừng có làm lại hết rồi nó đâu. Làm xong rồi mình học á, nhớ kêu tụi tôi làm gia phả bằng chữ mà làm viết lên đây kinh nghiệm nói giờ để gửi cho còn kẹt cái này nghiến cho kẹt nó kẹt kim đậm. Tụi tôi đó là hậu khoa học lịch sử thành phố này, đỡ cái này cái đó quan trọng, cái đó gửi cho mấy ông trên. Kẹt quê đâu nè? Dạ con mới lúc ra với loại sóc trăng quê ngoại bạc liêu. Sóc trăng là quê dương một sở ba con không thành hà chú. Ủa vậy hả? Ông già ở trăng hà đúng không? Thành hà là không, thành hà là phát túi. Dạ ba con không thành hà rưng mít chú. Nên giờ coi cái này sẽ ra đi. Cái này coi sơ thôi chứ còn tôi sẽ làm lại là kịch bản. Thì có lên gì? Ừ, làm cũng lên cái này hay lắm. Làm ra tới ngoài trung luôn. Ra tới tôi cố một sơ cũng lên doanh nghiệp luôn. Mình vô trong này cái tiền nó được ông Lê Văn Phong. Ông Lê Văn Phong là tổ trưởng tổ của cái bà Lê Thị Bân là nguyên bí thư tỉnh ủy Tiên ấy. Chứ bà Nguyễn Thị Thu này Nguyễn Thị Thu Hoài là tổ bí thư thành ủy. Các tụi tôi đề nghị dời cái mộ của Lê Văn Phong về Phán Mỹ họ dời về tất cả đều lưu trong này hết. Này nó mấy đời từ đây tới ông Lê Văn Việt là cũng là 8-10 đời, là từ ông Lê Văn Việt lên tới bên bên kia là 7-8 đời, 10 mấy đời ra tới miền Trung luôn. Ra tới Bồ Đề, Quảng Ngãi. Ra tới Bồ Đề, Quảng Ngãi. Nè, kia cậu học trong quán mấy ta? Con à. Con học bên xã Lợi Động. Đại học xã Lợi. Vậy là tham gia vô cái nhà phải. Cái chuyện đó đi xuống với nông dân là hạt hậu thì nó làm. Bây giờ ổng là sau khi Chu Di Tam Tộc đó thì ổng bị chết, ổng bệnh chết, con ổng bị Chu Di thì mới quản dòng họ mới về thế này mới sinh ra chị. Tôi đề nghị thôi giờ là đưa cái thi hài này về mà cái mộ của ổng là nó chôn chỗ mà nó chôn luôn thì vô thì vô ở cái khu mộ của Lăng Võ Tánh ở tỉnh Phú Yên. Nhưng mà giờ đây 2-3 tháng tôi cũng quyết định lập một cái tổ làm gia phả và quay phim. Thì khi cái động tác quay phim thì phải có cần cái người chiếc minh là cần cái dàn đờn ca để hòa vô, cho nên lại đây mới bàn với Kiệt đó là ký kết một cái hợp đồng liên tịch về cái chuyện này. Rồi khi đi dựng một bộ gia phả mà bây giờ tụi tôi đi dựng cho ta thì 140 triệu một bộ làm trong vòng 4 tháng, 40 triệu rẻ thôi. Thì bây giờ một cuộn phim vậy mỗi cái dựng gia phả bằng cuộn phim là bao nhiêu thì tụi tôi cũng sẽ xác định 40 triệu hay là 100 triệu gì đó thì tôi với ông này sẽ xác định. Mà làm cái đó thì nếu mà có tiền được thì mình chia cho cái đó.
mà tụi tôi sẽ đi về hại hiện thời giờ tụi tôi dựng 150 hộ gia phả, tất cả các cái dòng họ mà gia phả nào thì nó cũng có cái yêu cầu họ dựng quy phạm phim, chứ còn mà chữ viết là một đàn tôi định quy phạm phim của đó. Cho nên hôm nay lại bàn với các cô đó là làm phim thì phải cần có MC, để cần cái dàn đời ca, cái dự phả ký, nói về ông tổ bà tổ, nói các đời, rồi nói tới cái tổ quán, rồi nói tới hôn lễ, nói tới mộ chôn, tức là sử dụng tiền nhạc là những điều nhạc gì, thì cái đó là vấn đề, rồi nói tới phả hệ, ví dụ ông này tên gì, bà này tên gì, cưới nhau tiểu sử của ông, các con đọc cái đó thì nhạc gì. Lên tới cái phần ngoại phả và phần phụ khảo, nói về đình chùa mà nơi nào tôi cũng gắn với đình mà họ cũng có rau rồi, bây giờ phải đi hát hội rồi sao thì mình nói cho trong này tôi cũng có thì ở đình chùa miếu mạo bến phà bến nước nghề nghiệp của người ta, ví dụ đương điện thì mình nói đương điện, quan hô tang tế thì nói cái đó, thì một cái gia phả toàn bộ lịch sử của một dòng họ được phản ánh lại cho nó trung thực, nó đầy đủ, nó chi tiết là vậy. Thì tôi có đem về mấy cái tướng gia phả thì bây giờ dựng thành phim. Thì ông này là anh Tấn, anh giỏi anh Tấn, cũng là chuyên viên quay phim mà cũng đã tham gia cái trung tâm gia phả của tôi lâu rồi. Thì bây giờ xuống đây bàn tính gặp ông Kiệt để xin một cái người nào mà để MC và một cái tổ đợt. Rồi khi tôi làm cái kịch bản, tôi quay, thì sau khi quay xong rồi tôi cũng bàn với ông tổ đợt nhạc điện vô. Lúc mà dựng á? À dựng nhạc điện vô. Thì tôi nghĩ rằng cũng không có chi phối cái giờ giấc khác tội của tại vì các cô. Bên nhà hát sẽ không đi theo đâu, chỉ nghe luôn không đi đâu à. Đúng nào dựng á, thậm chí có những cái cục nào gần gần mình cũng rủng nhau đủ đi quay cho nó hình, quay cho nó có hình cho vui vậy đó. Chứ còn bên em như gắn với bên chú là cái phần dựng là chính. Xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Trên cánh đồng chim hót mừng, đàn thướt tha từng đàn tung bay vui say. Xuân đã về, ngàn hoa hé môi cười tươi đón gió mới. Xuân đã về, ta hát vang lên câu ca mừng chào xuân. Ngoài trời bao lá xinh tươi, bao cô gái đẹp cười trong xinh như hoa. Lấp loè tà áo xanh xanh chen bông tím vàng đẹp hơn tiên nga. Và bầy em bé rục rịch khúc khích tiếng cười rủ nhau vui ca. Chim non xinh xinh tung bay khắp trời cùng diêu diết ca. Một bài ca đón chào mừng hòa theo tiếng pháo điềm đùng. Mừng xuân nay đã về rồi và đông đã vừa qua. Ngập trời bao tiếng chào mừng nàng xuân duyên dáng về rồi. Về gieo bao thắm tươi vui, lòng ta thấy yêu đời. Xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Xuân đã về, trên cánh đồng bao bác nông dân cày ruộng vui
say xuân. Xuân đã về, xuân đã về, ngàn cô gái quê cười tươi đón gió mới. Xuân đã về, xuân đã về, ta hát vang chào mừng xuân sang, xuân sang. Bao lá xinh tươi, bao cô gái đẹp cười trông xinh như hoa. Lấp lè tà áo xanh xanh chen bông tím vàng đẹp hơn tiên nga. Và bầy em bé rục rịch khúc khích tiếng cười rủ nhau vui ca. Từng đàn chim non xinh xinh tung bay khắp trời cùng rêu rít ca. Một bài ca đón chào mừng hòa theo tiếng pháo đi đùng, mừng xuân nay đã về rồi và đông đã vừa qua. Ngập trời bao tiếng chào mừng nàng xuân.